Xin chào quý vị và các bạn, có một cái nhận định về dự án Pi Network, đó là một siêu dự án toàn cầu. Đây là một nhận định được các cái bạn chia sẻ trên mạng xã hội. Thì mình thấy khá là hay, xin được gửi đến cái bài phân tích này để các bạn cùng suy ngẫm nhé. Nếu những ai khai thác thời kỳ đầu thì sẽ hiểu này. Thứ nhất là cái tên miền của Pi. PicoTeam đã phải mua với giá là 15.000 đô, nhưng bên bán họ không lấy tiền mà họ nhận 10.000 Pi. Thì bạn đủ hiểu rằng họ thông minh cỡ nào mới nhận 10.000 Pi tại cái thời điểm mà dự án mới được sơ khai hình thành. Thứ hai, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trên ứng dụng phần tiện ích Pi ngày đó có cái mục là Fever EQ để cho những Pioneer khai báo y tế mỗi ngày, và mỗi lần khai báo sẽ nhận được một cái phần thưởng, đó là 0,001 Pi. Vậy cái mục đích tặng 0,001 Pi mang ý nghĩa gì? Bạn có bao giờ đi tặng thứ không có giá trị cho người khác không? Và nếu tính 0,001 Pi cho 24 tiếng một lần vào khai báo, thì bản thân bạn muốn có 1 Pi sẽ phải khai báo là 10.000 lần bạn nhé. Vậy theo bạn Pi có giá trị hay không? Đó, từng cái thời điểm trôi qua, Pi đã tạo dựng ra những cái cuộc thi hackathon phát triển hệ sinh thái rầm rộ toàn thế giới, tài trợ cho cái cuộc thi hackathon tại Đại học Harvard nhằm thu hút nhân tài, nhân lực. Vì thế, Pi sẽ đạt tới cái con số nhiều nghìn đô la. Bạn không thể đi ngược lại với cái bánh xe của lịch sử. Trung Quốc là nước tiên phong mạnh mẽ về Pi, chắc chắn sẽ là một kỳ tích cho bạn thấy Pi có giá trị đến kinh khủng khiếp khi bạn chứng kiến phí giao dịch của Pi thay đổi từ 0,01 thành 0,0001. Hãy đón xem bộ phim Pi Network sẽ xử những người bất chấp luật để mua bán Pi ra tiền fiat như thế nào. Hãy cùng chờ đợi một cái câu chuyện khá thú vị sẽ sắp được diễn ra trong tương lai không xa. Thì đây là một cái nhận định của các bạn đọc ở trên mạng xã hội, thì mình thấy cũng khá là hay, xin được chia sẻ lại các bạn. Thì các bạn có đồng tình với cái quan điểm này hay không? Các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.